bình xăng zin nè. Đây mốt zin. Da khả năng zin luôn nè. Quan chưa thấy dấu bấm lại đâu, da zin đó. Anh em là mới vô kênh của Quang xem đầu tiên thì cho Quang xin một like nha, để Quang có động lực quay thêm nhiều video cho anh em nha. Chính xác là tháng 9 2014. Tổng thời gian xe nhìn xa nha anh em. Chiếc này thì má cũng tương đối thôi anh em, cũng không có gọi là xuất sắc đâu. Mấy dòng khu mập này Quang thấy đa phần, nhất là Việt Nam có gì nữa, nó không có im như mấy dòng neo đâu mọi người. Đó là quá nó thiệt. Bồ cầu gấp nè, có một mọt gì đâu, mâm ghi nha. Xe thì nói chung cũng tương đối, còn không có, xe này cũng có đạt xuất sắc nha mọi người, tương đối nha mọi người, tại tầm giá có ba mấy triệu à. Cổ vô chưa sơn, tiền nào cửa nấy nha anh em. Dưới này ba mấy triệu, cả nhà có một chiếc phiêu Thái chạy nha. Ốc tán cũng còn khá đó mọi người. Đây, đầu lòng đây. Sạch sẽ khô ráo, đầu lòng chưa gớt. Rồi để qua nổ máy cả nhà nghe nha. Bao tay này còn luôn nha anh em, của nó luôn nghe chưa tha nha. Má này cũng tạm được thôi nha mọi người, nó không có thì thầm những chiếc Fortuner đâu. Nhiều được cái đi rất là nhẹ anh em. Quang áp sát vào đầu lòng cho anh em nghe. Ngoài đường xe chạy hơi ồn, ở cái nhà là cố gắng nghe chiếc Quang nha. Mâm trước cũng theo xe nha anh em, chưa sơn nha, anh khay nha. Anh khay D4. Mâm trước này. Rồi, vừa gọi một dòng chiếc phiêu, chiếc quay cho 25. Xe Thái. Video cũng hơi dài đầy đủ rồi, Quang xin kết thúc video nha. Cả nhà quan tâm thì alo cho Quang, số điện thoại là dưới màn hình video anh em. Cảm ơn anh em theo quan tâm theo dõi video của Quang. Xem video bấm đăng ký kênh, bấm like ủng hộ cho Quang nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo ạ. Bye bye.
Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy anh em. Đầu ngày mới Quang xin chúc anh em có một ngày mới tốt lành, nhiều niềm vui nha. Xem video thấy hay cho Quang xin một nút đăng ký kênh, một nút like nha anh em. Nút đăng ký kênh ở phía dưới nha mọi người. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của Quang nha. Cũng như Quang đăng video thì anh em sẽ đăng ký sẽ là người xem sớm nhất nha, để không bỏ lỡ video nha anh em. Rồi thì hôm nay Quang sẽ gửi đến cả nhà chiếc quay nha. Chiếc này là quay 125i. Mẫu này là mẫu khu trời Việt Nam này anh em. Nhưng mà đây là hàng Thái nha. Qua thấy nhìn nó cũng tựa tựa thôi. Từ dàn đèn đuôi nè, đó, tới dàn bình nè, y chang. Nó khác cái đèn trước nha anh em. Đèn trước thì nó có hai bóng, rất là sáng luôn nha mọi người. Chiếc này thì máy zin, đầu lòng chưa gớt nha anh em. Chiếc này Quang bán ba mấy triệu nha. Cả nhà quan tâm thì alo cho Quang. Xe thì nói chung cũng liên lạc sạch sẽ. Dàn chân thì có sơn lại phục trước nha anh em. Đây, phục trước sơn lại rồi nè. Ốc tán thì còn rất là khá xe nha mọi người. Đây, cái hộp đây. Cặp mâm là zin chưa sơn nha anh em. Hầu như còn lại là sơn zin đó mọi người. Lắp đồ zin hết nha. Này dàn ốc đây. Sơn nè. Đó, sơn có ký hiệu của Thái anh em. Ốc chờ máy. Còn chân lòng. Ốc đầu. Đầu lòng thì zin cho anh em. Rồi cùng qua đi một chặp xe này nha. Này, máy tem bờ cổ nè, chữ Thái Lan không nha anh em. Chiếc này Thái Lan gặt nha. Không phải xe lên đâu mọi người. Không ngờ các anh em thắc mắc không biết phải là xe zin không á, cái thầy Quang bảo đảm cho. Nè, tem thông số carte cũng là tem Thái này anh em. Đây là nhập khẩu luôn á. Đây cặp hộp này thì chủ mua cặp hộp chỉ còn Quang biết mà chủ nó 1,7 triệu anh em, mua bên cam á. Phục thiệt anh em, phục xịn á. Nhận lắp đây. Đây là con vàng mọi người, 2014 nha. Dia 21 505 đuôi. Bạc cục sơn đồ zin hết nha. Bạc cục sơn, bạc gấp, mâm đồ là zin hết chưa sơn. NK. Lóc này cũng là zin nha em, chưa sơn nha em.